Ok, nội dung hôm nay là về cái thằng EZS đúng không? Đó, thì EZS thì nó cũng giống như cái việc anh em render bằng HTML đúng không? Bình thường anh em gửi giao diện ra thì bằng cái thằng red.send file đúng không? Để gửi cái file HTML ra ngoài bên giao diện. Đấy. Rồi từ cái file HTML đấy đúng không? Cái file HTML đấy nó chạy, nó lại gọi vào cái thằng script bên dưới đúng không? Đấy, và trong file này nó lại gọi vào Ajax. Đấy, gọi Ajax xong nên nó mới có data để show lên trên những cái thẻ thẻ trống đúng không? Đấy. Còn hôm nay mình sẽ dùng một cái khác đúng không? Nó sẽ là EZS, nó là một cái view engine thì nó sẽ khác một chút so với thằng này đúng không? HTML này là bên gọi là client side đúng không? Đấy, nó sẽ là bên client render. Đấy, bên client render ra cái thằng HTML đúng không? Rồi mới gọi vào thằng này để lấy data. Đấy. Còn anh em dùng EZS đúng không? Thì mình sẽ gửi cái giao diện kèm với data luôn. Đấy, chứ nó không phải gọi lại nữa. Đấy, thì cách dùng không? Thì nó cũng sẽ có sẵn trên npm này, npm đúng không? Thì muốn dùng thì anh em chỉ việc là install vào. Nhá. Thì xem hướng dẫn như nào này. Thì trong cái trang này thì nó hướng dẫn nó không được, hơi bị khó hiểu một chút, thì mình có một nguồn khác anh em xem hướng dẫn nó dễ hiểu hơn. Đó là cái thằng SGS này. Digital Ocean này, cái này mà mình thấy nó giải thích khá là dễ hiểu. Đây. Nó hướng dẫn từ A đến Z luôn. Rất là dễ hiểu cho anh em. Nhá, mình vừa gửi cái link để anh em xem luôn nhá. Đấy, lúc nào muốn xem lại thì em mở cái link này lên. Thì nó giải thích khá là dễ hiểu về thằng này. Đúng không? Đầu tiên đúng không? Để dùng thằng EZ thì vẫn phải cài vào đúng không? Init này, đúng không? Install Express rồi install EZ đúng không? Đấy. Được chưa? Đúng không? Bên server đúng không? Thì mình sẽ ngoài cái thằng Require Express này đúng không? App bằng Express thì mình sẽ cần thêm cái nữa là app.set vuengine bằng ezs đúng không? Đấy, được chưa? Thì dùng cái câu lệnh này đúng không? Thì mình sẽ là set cái vuengine mình sang là dùng ezs. Copy cái này vào này. Đúng không? App.set vuengine. Để em được cho nó đồng bộ đi. Đó, đúng không? Sau khi anh em set view engine này đấy, thì để hiển thị ra một cái giao diện đúng không? Hiển thị ra một cái giao diện thì anh em dùng câu lệnh đó là red.render. Được chưa? Bình thường em gửi file HTML đúng không? Thì mình dùng câu lệnh đó là red.send file. Còn bây giờ mình dùng cái thằng view engine này đúng không? Thì anh em là dùng red.render nhá. Đấy. Đúng không? Thế cái thằng page.index là cái gì? Hay là page.about là cái gì đúng không? Đấy, thì xuống dưới này mình sẽ tìm hiểu thêm nhé. Vâng, thì nói đúng không? Cái câu lệnh này. Đúng không? Để cho thằng Express này dùng cái thằng EZ của mình đúng không? Để hiển thị giao diện. Đó, view engine. Và cái câu lệnh là đúng không? Thằng red.render này. Đúng không? Thằng red.render nhá, nó sẽ luôn tìm kiếm data ở cái thư mục thư view nhá. Được chưa? Đúng không? Cái thằng red.render này nó sẽ tìm tìm cái file giao diện của mình nhá ở trong thư mục view nhá. Được chưa? Bình thường anh em dùng cái thằng red.send file đúng không? Thì mình dùng cái thằng pathjoin để dẫn vào cái file HTML đúng không? Đấy. Nhưng mà với thằng red.render này mình không cần nữa đúng không? Đấy. Thì sau khi anh em set view engine rồi đúng không? Thì nó sẽ luôn tự động thằng render này nó sẽ tìm trong thư mục tên là view đúng không? Tức là gì? Tức là trong cái này mình sẽ tạo ra một cái file view đúng không? Ok, để có rồi đúng không? Đấy, tức là gì? Để dùng thằng này đúng không? Thì trong cái dự án của anh em phải có một cái thư mục tên là view nhá. Được chưa? Và trong này đúng không? Do mình viết đây là red.render page.index đúng không? Tức là gì?
trong thư mục view sẽ có cái file là có một cái thư mục là page đúng không, và trong thư mục page có cái file là index. Vì thằng này nó luôn tìm kiếm ở trong cái thư mục là view đúng không? Đó. Và đây này, mình lại tìm kiếm là render page và index đúng không? Tức là mình sẽ phải tạo một cái file view này. Trong file view có page đúng không? Và trong file page này có index. Đúng không? Đấy, trong page có một cái index này. Đấy. File nó sẽ là .ez nhé. Đúng không? Cái file mình sẽ tên có đuôi file là .ez nhé. Đấy, anh em lưu ý. Rồi. Tiếp theo đúng không? Thì nó sẽ còn nói gì nữa? Cứ tạm thời thử nhá. Đúng không? Cái file .ez này thì anh em sẽ viết nó y hệt như HTML nhá. Đúng không? Mình sẽ viết cái nội dung file này y hệt như HTML. Được. Đấy, đầu mình cứ vậy đã nhá. Tắt mất cái này đi. Đấy, đúng không? Sau khi mình chạy cái thằng app set này đúng không? Engine rồi đúng không? Thì bây giờ nhá, mình muốn chạy cái file chạy file index đúng không? Đấy. Thì sử nhá, router.get này. À, đúng không? Thử được rất là ez nhá. Chấm render đúng không? Đấy, trong này mình dẫn như vậy đúng không? Thì thằng render này nó sẽ tự động tìm trong cái thằng view đúng không? Thì mình chỉ phải là paste và index. Đấy, thử xem nhá. Bây giờ mình vào đường dẫn này. Nó có hot 3000 đúng không? Sục ECS. Thì nó có ra cái thằng này không nhá? Từ lớp up thì đây paste in đây kêu là sao một view đây rồi view này thử nhá nếu mình để bên kia sao để app nhá có thể do đường dẫn thử này một view không thấy là sao nhỉ Express này view đây paste đây rồi xóa qua đây ok thử cái xuống rồi đúng không thì mình cho lại xin kia nhé chưa đấy thì với thằng EZ đúng không thì nó sẽ tự dẫn link cho mình vào cái thằng file view luôn đúng không đấy được chưa nó sẽ tự đi vào cái file view này đúng không để tìm kiếm những cái đường link còn lại nhá
và như mình em lại đến lúc đấy đúng không? Chỗ này nhá, được dẫn này thì mình sẽ không có sổ đằng trước này nhá, đúng không? Thông thường em cho được dẫn thì có sổ đằng trước, không cần nhá. Đấy. Rồi, đầu tiên đúng không, đây là về cái thằng EZ đúng không, thì nó lại một chút nhá, EZ đúng không, thì nó cũng là một cái để anh em đào diện, phải chưa? Không, thì nó là một cái engine nhá. Đấy, để anh em phải đi diện vị này đúng không, thì thằng này đúng không, cái file của nó nhá sẽ là cái khác một chút nhá, đúng không? Anh em dùng bình thường HTML đúng không, thì cái này nó sẽ đuôi file là file chấm ezs, được chưa? Còn cú pháp bên trong đúng không, cú pháp bên trong này mình viết hiển thị HTML nhá, được chưa? Không, tại sao cái này ezs mà cú pháp lại dùng HTML thì nó cũng sẽ giải thích đúng không? Sẽ có dù đủ số hàm của thằng JavaScript chỗ này nữa. Đấy, cú pháp này trong file đúng không, ezs hiểu không, giống như HTML. Được. Làm cái nữa đúng không, để dùng được này thì sẽ có một cái dòng đúng không, là có cái dòng là set app.set đúng không, png thằng ezs chưa, và thằng này đúng không, đấy thằng này nó khác với thằng HTML. HTML là nó client render đúng không? Còn này là server render nhá. Được chưa? Vâng, và một cái lưu ý nữa đúng không? Lưu ý nữa là cái thằng này đúng không? Nó luôn tìm kiếm nhá, luôn tìm kiếm trong order view nhá. View app này nhá. Được chưa? Tức là trong cái dự án mà anh em dùng EZ đúng không? Thì nó sẽ luôn có một cái folder là folder view này. Đấy, thì nó sẽ làm theo cái mô hình MVC cho anh em luôn đúng không? Model view control luôn. Đấy. Luôn tìm kiếm file trong cái folder view. Đấy, được chưa? Và để dùng để hiển thị file này đúng không? Hiển thị file thì anh em dùng là red.render nhá. Vâng, trong này đường dẫn đúng không? Và đường dẫn như mình đừng để như vậy đúng không? Là mình thừa dấu sổ đúng không? Đấy, thì anh em là một cái folder gì đấy đúng không? Folder hay một cái file đó đúng không? Đấy. Chưa? Nếu trong này anh em không có cái folder page đúng không, mà có index thôi chẳng hạn đúng không, thì mình chỉ phải là render cái thằng index thôi đúng không, không cần cái sổ gì nữa. Được chưa? Đấy. Rồi thì đây là cái phần đầu tiên demo về EZ nhá, đúng không, thì nó chỉ là cái để anh em làm giao diện thôi. Đấy, thì cái phần mình vừa demo ấy, anh em có chỗ nào bị không rõ không nhỉ? Đầu tiên mình sẽ bắt là npm install về đúng không, install cái này về này. Đấy, và để setup dùng thằng này thì là app.set png đúng không? Đây. Ok. Tôi điểm đúng không? Ok. Thì với thằng server render ấy thì nó sẽ ưu điểm hơn với cái thằng tốc độ, tức là cái phần nhá, tức là này đường thường em nào dùng HTML đúng không, thì HTML lên lên trên giao diện này thì nó render này trước đúng không, nó render khối này trước này đúng không, rồi nó mới chạy đến cái thằng này đúng không, code chạy trên dưới đúng không, nó sẽ chạy này trước này rồi nó mới hỏi thằng file JS này có những cái gì đúng không. Đấy, xong file JS này chạy xong thì trên này mới có những cái data đúng không? Alo, máy dùng không? Đấy, còn nếu mà bạn dùng cái thằng EZ kia, được chưa? Thì đúng không? Nó sẽ nó tí nữa mình sẽ làm ấy, thì nó sẽ là gửi data kèm luôn trong cái thằng render này. Nhá. Từ trong cái thằng red.render nhá thì mình có thể gửi kèm data trong này luôn. Đúng không? Tức là trong cái lần render đầu tiên ấy, trong cái lượt render đầu tiên đúng không, thì nó chỉ việc là render cái file này đúng không, kèm data luôn, được chưa? Còn thằng này đúng không, đi đường vòng nó lên này, lên giao diện đúng không, rồi nó lại chạy file này, nó lại quay lại server hỏi tiếp đúng không, server lại sửa trả lên đúng không, thì nó mới cái data, tức gì, thằng này đúng không, nó bị
chạy 2 lần đúng không, server lên này rồi lại quay lại server hỏi đúng không, rồi Đấy. gọi lại đúng không? Đấy, được chưa? React thì nó là client render, client được chưa? Thằng React nó khác một chút, được chưa? Thằng React nó sẽ load tất cả data, nó sẽ kiểu thường người ta sẽ load data lần đầu luôn đúng không, và thằng React nhá thì nó sẽ không kiểu như thằng này. Thằng này đúng không, mỗi khi anh em send file đúng không, mỗi cái giao diện là một lần send file, được chưa? Còn thằng React nó sẽ không không gửi nhiều lần lên, nó chỉ chạy một cái giao diện thôi. Đơn giản nhá, anh em nhìn trong Facebook này, giả sử nhá, giả sử đúng không, mình vào trang chủ nhá, đấy này không hề lát trang đúng không, về trang chủ nhá, nó không hề lát trang này đúng không, được chưa? Tức là gì, cái thằng client đúng không, nó xử lý đúng không, và lấy data, tức là trong cái này là một cái trang luôn này, chứ nó không hề có cái đoạn là đoạn chuyển trang như bên kia đúng không. Bên này nhá, giả sử đúng không, mình tìm kiếm cái gì đó này, express chẳng hạn này, à, cái này dùng cũng dùng React nhỉ, thằng Google đi, YouTube đi, được chưa? YouTube nhá, là sướng không? Mình tìm kiếm này, không? Đấy, thì nó sẽ có cái phần nó chạy loát đúng không? Còn đây, không? Không hề lát trang luôn, được chưa? Mặc dù nó vẫn chuyển cho mình đúng không? Đấy, hay một số cái trang khác, thì em chuyển chuyển sang cái page khác của nó đúng không? Thì nó sẽ có cái sự lát trang ở đây, được chưa? Do cái thằng này đúng không? React thì nó sẽ khác một chút. Đấy, nó sẽ là chạy một cái client riêng và gọi một khi mình chuyển trang ấy, thì nó sẽ vẫn là tất cả những cái nó đã lên đầu trên này rồi, được chưa? Đúng không? Thằng React nhá, thì tất cả cái phần này này nó đã lên đầu rồi. Đúng không? Khi em chuyển trang ấy, thì nó chỉ là ẩn ẩn một cái đi, hiện cái kia lên và gọi data thôi. Thì cái này thì em học React thì sẽ rõ hơn. Bây giờ cũng hơi khó hiểu một chút. Tức là đúng không, cái thằng này nó sẽ bị kiểu chạy 2 lần đúng không, từ server lên lên này, server lên giao diện đúng không, rồi lại quay lại hỏi data, rồi lại server gửi lên data đúng không. Đấy, được chưa? Thì để giải quyết cái việc chạy 2 lần như vậy thì nó sẽ có cái thằng React kia nó chạy 1 lần thôi, nó chỉ có bước hỏi data trở lên thôi, chứ không có bước gửi giao diện lên nhiều lần nữa nhá. Rồi này đúng không? Thì đây là cái thằng EZ nhá, nó nhanh hơn so với thằng HTML đúng không? Đấy, mình đang so sánh HTML thôi nhá. Rồi đúng không? Thì trong thực tế thì vẫn sẽ có nhiều bên người ta dùng cái thằng EZ này. Còn trong thực tế bây giờ đúng không? Thì người ta vẫn ưu tiên cái thằng React đúng đấy. Đúng không? Đấy, thằng Vue hay là Angular. Rồi. EZ đúng không? Đấy thì rồi. Được chưa? Thì có cái phần demo đấy thì anh em theo kịp không? Ok, rồi làm cho mình nhá. Thử khoảng tầm 50 phút nhá. Đấy đúng không? Đấy thì như mình nói lúc nãy cái thằng VNG đúng không? Là surrender để nó khắc phục cái thằng HTML đúng không? Nó sẽ bị gọi về server 2 lần. Đấy, mỗi khi mình làm một cái gì đó đúng không? Server gửi HTML, thằng này lại gọi lại để ta. Đấy, và cái thằng EZ nhá, nó còn có một cái điểm lợi nữa đúng không? So với cái thằng HTML, đó là có thể hoàn toàn nó chia nhỏ cái giao diện của mình ra nhá, đấy thành nhiều các cái khối bé hơn. Đấy, trong này nó giải thích này. Giả sử đúng không? Trong cái thằng page đúng không? À, trong cái file page HTML ở cái file index HTML này đúng không? Thì nó sẽ tách ra thành các cái phần như là cái phần header và footer đúng không? Đấy, cái thằng header và footer thì các cái trang, tất cả trang đều dùng chung đúng không? Đấy, các trang nó đều dùng chung cái thằng menu chẳng hạn đúng không? Các trang đều dùng chung cái thằng menu này đúng không? Hoặc dùng chung cái thằng footer bên dưới đúng không? Đấy, được chưa? Khi có những phần này dùng chung đúng không? Thì nó sẽ tách ra một cái file riêng, được chưa? Để lưu riêng đúng không? Đấy, chứ không phải mỗi lần anh em viết một cái file đúng không? Mình đang viết lại tất cả phần này đúng không? Đỡ mất công. Chưa? Mình chỉ việc luôn một cái file riêng đúng không? Khi nào cần chỉ việc gọi vào thôi là được.
Đấy, nó làm như sau. Thì nó sẽ tạo ra một cái file, một cái folder patio này. Đúng không? Thì cái folder này nó sẽ lưu các cái mảnh mảnh nhỏ ở trong web. Được chưa? Đầu tiên nó tạo ra cái mảnh head nhé, đúng không? Mảnh head này là cái phần phần head của HTML đúng không? Chứa các phần setting UTF-8 này, đúng không? Đấy, các cái đường dẫn HTML-CSS này. Cái phần title đúng không? Đó. Đúng không? Kiểu như thằng Facebook thì tất cả các trang của nó đều có title Facebook đúng không? Đấy, thì nó tách ra cái file riêng luôn. Rồi. Đúng không? Thì cái file head đúng không? Sẽ chứa các cái code ở trong thẻ head. Cái thằng header đúng không? Sẽ chứa cái thằng menu chung đúng không? Của các trang. Đấy. Hay là cái thằng footer đúng không? Sẽ chứa cái footer chung của các trang chẳng hạn. Đấy, giả sử nhá. Đúng không? Mình cũng bắt chước nó đi để tạo ra một cái folder mới nhá. Đúng không? Tạo ra một cái folder chứa các cái mảnh nhỏ này. Giả sử mình gọi là component nhá. Đấy, trong này đúng không? Sẽ có cái thằng head chẳng hạn đúng không? Header này. Copy nhá, sẽ là cái gì? Rồi mới thằng footer đúng không? Đấy, cái footer chung này đúng không? Rồi. Đấy. Thì nó có ba cái mảnh nhỏ đúng không, mảnh header này, footer đúng không, và cái mảnh ở thẻ head đúng không. Rồi thế thì cái thằng index này đúng không, nó sẽ viết những cái gì, thấy chưa? Thì nó sẽ như sau đúng không, đấy, để add các cái mảnh đúng không, các cái mảnh nhỏ vào trong một cái giao diện này, thấy chưa? Thì mình sẽ vẫn HTML đúng không, HTML này để trong cái head đúng không. Head này thì thay vì mình dùng cái thằng head mà định đúng không? Thì mình dùng thằng head mà mình tạo nó đậy. Được chưa? Thì anh em sẽ như sau. Chữ đúng không? Include cái này. Rồi, đúng không? Đấy, tương tự đúng không? Anh em muốn cho header vào trong này. Thì là header đúng không? Muốn cho footer vào trong này. Thì là footer. Được chưa? Cái thằng include đúng không? Nó sẽ gọi. Được chưa? Là cái thằng include này, nó sẽ bê tất cả code đúng không? Nó sẽ bê toàn bộ code ở cái file head này. Nhận đây. Được chưa? Thằng include header này, nó sẽ mang toàn bộ đúng không? Mang toàn bộ cái nội dung này. Nó bê toàn bộ header đúng không? Nó sẽ bê toàn bộ cái đoạn này. Nhá. Rồi, viết ở đây đúng không? Như kiểu anh em dùng cái thằng read file đúng không? Đấy, kiểu read file ấy, thì nó sẽ bê cái nội dung viết ở đây. Footer đúng không? Thì nó sẽ viết đây. Đó. Và anh em cái phần body đúng không? Cái phần phần thân của cái trang web này. Đấy. Đúng không? Các trang web là nó cũng có chung không? Chung phần header này, footer đúng không? Đấy, còn phần thân là cái phần riêng của từng trang. Anh em thì trong này anh em muốn thiết kế riêng không? Thì cho trong này. Một cái nhá. Hay là body chẳng hạn đúng không? Đây là body, đây là nội dung đúng không? Đấy. Được chưa? Thì bây giờ nhá, xem cái thằng index này nó sẽ như thế nào. Đúng không? Chưa đổi tên đường dẫn đúng không? Đây là component này. Đúng không? Do tên tên folder mình là component đúng không? Đấy. Chưa? Hiểu không? Đây là nội dung này. Đây là cái thằng header dùng chung đúng không? Đây là cái thằng footer này. Đấy. Thì xem nhá. Đúng không? Thằng header của mình này
mặc dù đúng không, trong head của mình không chọn cái gì cả đúng không, mình có mỗi trong include thôi, được chưa? Nhưng mà đúng không, nó vẫn có phần code. Tại vì sao? Tại vì đúng không, nó bê toàn bộ những dòng này vứt trong header, vứt trong head cho mình, được chưa? Đúng không, nó bê toàn bộ code này cho vào trong cái head đúng không. Tương tự với cái thằng đúng không, thằng nắp này là cái thằng header đúng không. Đấy, header, header này đâu ra đúng không, thì nó do cái thằng bê toàn bộ trong này ra đúng không, cái nắp này ra đấy đúng không, cái nắp này là header này. Còn cái thằng đây nội dung đúng không, là cái phần mình viết tay vào này, đấy chưa. Đây là cái thằng footer đúng không, footer này đâu ra thì từ file footer đi ra đấy. Đấy đúng không, tức là gì, tức là trong cái thằng ez đúng không, mình có thể mình dùng các cái hàm đúng không, mình có thể dùng các cái hàm để anh em gọi từ cái code từ bên khác sang, được chưa? Đấy, đúng không, cụ thể ở đây là mình đang gọi các cái phần code từ bên header footer hay là header sang này. Đấy. Được chưa? Thế cái thằng ngoặc phần trăm trừ là cái gì? Đúng không? Ngoặc phần trăm trừ là cái gì? Đấy, thì nó sẽ như sau. Mà cái thằng này nó sẽ là xử lý cái thằng raw output đúng không? Tức là gì? Tức là bên này nhá, trong cái thằng này đúng không, anh em truyền một cái loại string gì đó này thì nó sẽ chuyển thành HTML cho mình, được chưa? Đấy, giả sử nhá, trong này này, đây chẳng hạn nhá, không? Mình truyền một cái string rồi đi đấy nhá, trong cái thằng render này đúng không, mình có thể hoàn toàn gửi data ra ngoài nhá. Đấy, đúng, giả sử mình cần gầm cái đó, gầm cái data này đó là string chẳng hạn, sẽ nhận giá trị là cái đoạn đúng không, html như sau, giả sử như là cái h1 đi đúng không? H1 hello chẳng hạn, được chưa? Thì thông thường đúng không, nếu mà anh em cho cái này lên sang bên kia thì nó sẽ làm, nó sẽ y nguyên đúng không, h1 thì nó h1 đấy. Còn nếu như mình muốn chuyển đổi thành html đúng không, thì dùng cái thằng là ngoặc trừ này đúng không? Thì để gọi cái biến string ra sao đúng không, thì mình sẽ như sau, ngoặc phần trăm trừ đúng không, đấy, cái biến là string phần trăm đóng ngoặc này. Trời, có chữ hello đấy đúng không? Đấy. Để chưa? Thì cái thằng ngoặc phần trăm trừ đúng không? Là nó sẽ là chuyển đổi cái đoạn một cái string đúng không? Thành HTML. Được chưa? Đúng không? Thì trong này đúng không? Mình include cái đoạn code ở cái đường dẫn này đúng không? Thì nó sẽ bê toàn bộ code từ cái file head sang đây. Đấy, và nó thông qua cái thằng phần trăm trừ đúng không? Thì nó sẽ chuyển thành HTML. Được chưa? Đấy, include này đúng không? Nó sẽ bê toàn bộ code của thằng header sang đây. Đấy, và sau khi được đọc trong cái thằng phần trăm trừ đúng không, thì nó sẽ chuyển thành HTML cho anh em đúng không, để nó ra cái thằng header như này. Đấy, được chưa? Sao nhỉ, nói lại đúng không? Rồi nha, thì mình giải thích về cái thằng ngoặc phần trăm trừ đấy nhá, được chưa? Ngoặc phần trăm trừ này nó là một cái cú pháp của thằng ez nhá, thằng này này đúng không, nó sẽ chuyển đổi text sang HTML, chuyển đổi sang HTML nhá, chuyển đổi các dữ liệu của hình dạng text ấy sang HTML đúng không, một cái string sang HTML nhá. Nhưng lại này là bên này đúng không, bên cái thằng red.render nhá, đấy mình gửi kèm, gửi một cái file index ra màn hình này, và mình gửi kèm một cái đấy, một cái biến đúng không, anh gửi kèm một cái biến string này, được chưa? Mình kèm một cái biến string nhá, đúng không? Thì bên thằng này anh bọc cái thằng phần trăm trừ này đúng không, và gọi cái biến string ra này đúng không, thì nó sẽ thay thế thằng string này đúng không, bằng cái đoạn, bằng cái đoạn html, bằng cái đoạn này đúng không?
Vâng, thì nó đã thế cái HTML vào đây. Được chưa? Và thông qua thế cái thằng string vào đây này. Đúng không? Và thông qua cái thằng phần trăm trừ thì nó dịch, nó sẽ biến thằng này thành cái thẻ H1 ở trong HTML. Đúng không? Giống như em dùng cái thằng red.send file và red.render ấy, đúng không? Giống như em dùng thằng red.send và red.render ấy, red.send và red.json ấy. Mình gửi là red.json đúng không? Thì nó sẽ ra một cái string. Đúng không? Còn nếu mình gửi là red.send thì nó sẽ ra html ấy. Đúng không? Nó cũng giống như thằng bên này. Giả sử nhá, thông thường em dùng là cái thằng red.render và red.json đúng không? Đấy, sử trong trong này nhá, H1 này. Hello này. Không? Thì nó trả ra cái đoạn string như này đúng không? Giữ nguyên thế này. Được chưa? Còn nếu mình chuyển thành red.send đúng không? Đấy thì trả HTML như này. Đúng không? Tức là gì? Cái thằng phần trăm trừ đúng không? Cái thằng ngoặc phần trăm trừ này nó sẽ chuyển vào cái đoạn string. Đúng không? Ngoặc phần trăm trừ này nó sẽ chuyển vào đoạn string đúng không? Sang cái định dạng HTML. Đúng không? Nó cũng giống như sự khác biệt giữa cái thằng red.json đúng không và cái thằng red.send này đúng không? Đó. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái những ngoặc này nhá, đúng không? Thì trong này này mình sẽ có ba cái ngoặc dùng chính đúng không? Là cái ngoặc phần trăm không này, phần trăm trừ là để dịch dịch thành HTML nhá, mình vừa ấy đúng không? Và cái thằng phần trăm bằng này. Đấy thì xem để làm gì nữa, không giả sử nhá, ở đây mình dùng phần trăm bằng thì sao đúng không, phần trăm bằng này không? Nếu chỗ đấy mình dùng là phần trăm bằng đúng không thì nó sẽ trả ra một đoạn string như này được chưa? Tức là gì, cái thằng phần trăm bằng đúng không, đấy thì nó sẽ là b nguyên cái biến sang đây và không hề chuyển đổi kiểu dữ liệu đúng không? Đấy, không hề chuyển thành cái dạng dạng HTML đúng không? Còn với cái thằng phần trăm trừ nhá đúng không? Đấy, thì nó sẽ chuyển đổi cho mình thành cái dạng HTML đúng không? Đúng không? Gì? Thằng phần trăm bằng đúng không? Để anh em gọi biến để dùng thôi đúng không? Còn cái thằng phần trăm trừ nó sẽ gọi biến đúng không? Và chuyển đổi sang HTML cho mình. Đấy, cụ thể như cái thằng này đúng không? Thằng include nó sẽ bê toàn bộ code của file header sang đây đúng không? Và nó bọc trong phần trăm trừ để biến thành HTML. Đúng không? Thì như mình nói đúng không? Anh em có thể hoàn toàn chuyển biến kèm theo cái thằng EZ này. Đúng không? Biến kèm theo đúng không? Thì anh em gửi trong cái thằng tham số thứ hai. Đấy, đúng không? Thì như mình nói đúng không? Cái này gọi là server render đúng không? Mình có thể gửi kèm data trong này luôn để nó lên trên giao diện luôn đúng không? Để cái thằng file EZ này đúng không? Nó đỡ phải gọi lại lần nữa để lấy data hiện ở đầu đúng không? Để như vậy. Được chưa? Còn giả sử mình muốn có những cái data nó nhiều hơn đúng không? Thì có thể là dùng những thằng là usermodel.file chẳng hạn đúng không? Hay những cái gì đấy. Lấy data đúng không? Đấy, chấm .file lấy data xong thì truyền vào trong cái thằng biến này. Rồi sau bên này đang đưa ra đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Rồi, thì đây mình đang là chuyển một cái biến thông thường đúng không? Một cái string thông thường này. Giả sử nhá, mình chuyển một cái số chẳng hạn đúng không? Cái number này. 15 chẳng hạn đúng không? Đấy, thì muốn lấy ra cái số 15 đúng không? Thì giả sử bên này nhá, mình dùng cái thằng là nhóm trừ chẳng hạn. Không? Thì nó ra 15 không đúng không? Đấy. Nhờ khác một chút nữa. Đúng không? Đấy, cái sự khác biệt giữa thằng phần trăm trừ và phần trăm bằng đúng không? Là thằng trừ này nó chuyển HTML. Đấy, nếu như anh em bọc cái thằng này trong HTML đúng không? Thì nó sẽ ra diện HTML. Còn không thì nó ra string thông thường.
gì cơ? Tên khác được, tên khác được. Chưa? Tên nó object thôi đúng không? Đấy. Rồi nhá, thì mình có hai cái đúng không? Là cái thằng phần trăm trừ này đúng không? Là gọi biến đúng không? Gọi biến đồng thời chuyển sang HTML đúng không? Đấy, còn cái biến đấy mà mình chỗ này mình vẫn dùng là phần trăm trừ đúng không? Đấy, nếu cái biến đấy mà không không có cái dạng HTML thì nó vẫn ra tọc cho bình thường thôi đúng không? Vẫn ra số 15 ở đây. Đúng không? Còn một cái ngoặc nữa đúng không? Là cái ngoặc mình vừa giới thiệu lúc nãy là cái thằng ngoặc phần trăm bằng. Phần trăm bằng đúng không? Thì nó sẽ gọi ra một cái string thôi đúng không? Không chuyển đổi thành HTML. Nếu dùng phần trăm bằng đúng không? Thì nó ra cái đoạn đây đúng không? Thì nó lại chút nhá. Đấy, có các kiểu gọi đúng không? Trăm trừ này đúng không? Nhá, gọi biến đúng không? Và chuyển sang HTML đúng không? HTML nếu được phải nhớ phần trăm bằng này thầy chỉ gọi biến thôi nhá đúng không? Gọi biến thôi. Và mình giữ nguyên đấy không làm gì cả. Gọi biến không làm gì thêm. Đó thì anh em thử cho mình hai cái này nhá, đúng không? Một thằng là gọi và chuyển sang HTML này, đúng không? Một thằng là chỉ gọi thôi, đúng không làm gì cả. Đấy, ở đây mình đang là chuyển là dạng dạng gửi một biến là dạng string và dạng number đúng không? Anh em thử gửi sang là array object xem nó như nào. Được. Thử xem. Đấy thì mình có vừa có đúng không? Là cái phần là tách nhỏ ra đúng không? Tách nhỏ dễ ra thành nhiều phần. Đấy thì muốn ghép lại đúng không? Thì dùng thằng phần trăm trừ này và include đường dẫn. Được. Thì đúng không? Thì là có thể tách nhỏ đúng không? Tách nhỏ giao diện. Là các file riêng đúng không? File riêng để tái dụng. Để tái sử dụng đúng không? Đây là phần tái dụng này đúng không? Tất cả các file đều có chung header footer đúng không? Thì những file nào tất cả các giao diện đúng không? Đều có cái thằng include header đúng không? Phải include footer. Đó rồi, thì anh em demo cho mình phần này nhá đúng không? Cái phần là tách nhỏ file ra này đúng không? Và thử cho mình những cái phần dùng các cái lệnh này nhá đúng không? Các cái cú pháp này. Anh em có chỗ nào có hiểu không nhỉ? View á, có thể như vậy, tại vì cái thằng này đúng không? Nó nói này, thì nó tự động nó đọc trong file view rồi, được chưa? Thì cho update mới, được chưa? Đấy đúng không? Đấy nó sẽ luôn đọc trong file view nhá. Bây giờ tự động luôn đọc trong file view này, được chưa? Thì em cứ cho file view nó đọc được. Rồi. Đấy thì cái này đúng không? Lúc đấy mình đang truyền bằng stream hoặc bằng số đúng không? Thì chạy bình thường. Còn giả sử không anh em chạy tìm data chẳng hạn đúng không? Mà nó ra array object thì mình sẽ hiện như nào đúng không? Thử nhá. Để thử mình sẽ lấy cái thằng class router đi chẳng hạn đúng không? Đấy, user router. À nhập sorry, user model. Sướng không? Mình chạy tìm kiếm trong cái thằng này đúng không? Để lấy tất cả user chẳng hạn.
sửa đúng không? Mình gửi cái biến list user ra ngoài này. Thì nó là một cái array cho object đúng không? Array cho các object user. Đấy, thử log cho nó ra là cái gì nhá. Con sẽ log này. Nó trả cho mình cái list user đây đúng không? Đấy, một cái array cho các object. Thì bây giờ đúng không? Giả sử nhá. Nếu bên giao diện này, đúng không? Bên giao diện nhá, mình lôi cả cái bên giao diện đúng không? Mình lôi cả cái biến là list user ra ngoài này, đúng không? Thì nó hiện như nào nhá? Giờ nếu mình cho hiện được ra là string và số đúng không? Thì thử object, object nó có hiện được không nhá? Thì biến đúng không? Là list user này. Thì như là nói lúc nãy đúng không? Thì cái thằng phần trăm bằng này để gọi biến đúng không? Gọi biến. Được chưa? Thì nó ra list đúng không? Chuyển thành string cái này. Đấy, nhưng mà cái string này đúng không? Mình hiện như thế này thì nó cũng không có tác dụng gì cả đúng không? Đấy, mình cần đến mà ra một cái data cơ. Mình cần ra một cái giao diện đúng không? Thì nó ok hơn một chút đúng không? Đấy, giả sử như sẽ là mỗi cái thằng user này sẽ có một cái ô chứa tên đúng không? Đấy, ô chứa tuổi này, ô chứa lớp đúng không? Được chưa? Đấy, thì mình làm như nào? Thì đây đúng không? Khi mình truyền cái object này ra này thì nó hiện ra nguyên đúng không? Là một cái string như này. Bây giờ nhá. Lớp bỏ rồi đúng không? Okay. Thì bây giờ thì hiện ra từng các cái thẻ kia đúng không? Đấy thì mình sẽ dùng cái vòng lặp để dùng cái thằng map trong này đúng không? Dùng map nhá. Để dùng hàm map này. Để dùng các cái logic của JavaScript đúng không? Thì mình sẽ không sử dụng một là ngoặc. Đô la phần trăm nhá. Đô la phần trăm bằng đúng không? Để gọi biến này. Đấy cái thằng đô la phần trăm đúng không? Để anh em dùng những cái logic của JS và đô la phần trăm trừ đúng không? Để anh em chuyển đổi một cái biến đúng không? HTML nếu được. Đấy là sử dụng map nhá. Map chỗ này có function đúng không? Function đây. Không? Element tức là từng cái phân tử bên trong array ở trong array này đúng không? Nó từng object của từng user. Giả sử nhá, mình muốn lấy ra một cái list này, trong list đúng không? Mỗi user sẽ có một cái div chứa tên này, div đúng không? Chứa tên user, đúng không? Thì cái tên của nó chính là cái thằng element.username đúng không? Đấy thì mình lại phần trăm bằng đúng không? Để gọi biến. Đúng không? Giả sử cứ như vậy trước nhá. Và chỗ này phải phần trăm đô la này. Đúng không? Tại người dùng nhá. Bất cứ chỗ nào không? Cứ chỗ nào mà có dùng cái logic của dùng cú pháp của thằng JavaScript này thì mình bọc ở trong bọc cái dòng đấy ở trong cái thằng phần trăm này nhá. Không? Cái dòng này đúng không? Dòng này đang dùng cú pháp của JavaScript thì bọc trong cái thằng bọc phần trăm này. Được chưa? Không, cái ngoặc này là cái ngoặc của cái thằng trên này đúng không? Thì cũng bọc trong cái thằng phần trăm. Đấy không? Thì nó sẽ biến cho mình thành như này. Đấy đúng không? Đấy. Thì như trong này đúng không? Mỗi cái tên này, mỗi user đúng không? Với mỗi user thì mình sẽ tạo thành cái div đúng không? Để cho tên vào trong này. Đấy. Còn muốn cho class đúng không? Thì cho class trong này được đúng không? Thêm style vào. Đúng không? Một cái là user chẳng hạn đúng không? Đấy, class username class là tuổi chẳng hạn là chấm s đúng không? Chấm tuổi đấy một cái chấm ok rồi muốn biết cụ thể lớp gì không thì em cho public vào để cho đây đang để này đúng không? Thì thôi nhá, không một clip nữa.
thì mỗi option sẽ có hai dòng đúng không, một dòng là dòng tên này và dòng password đúng không, là tên là tuổi đấy đúng không. Đó, cái này muốn cho cùng dòng thể cho thằng này là display flex đúng không, kiểu như vậy. Được chưa? Thì chỗ này đúng không, mình đã dùng thằng map này, thì cái thằng map đúng không, thằng map này là cái cú pháp của JavaScript đúng không, thì mình gọi trong cái thằng phần trăm này nhá. Đấy, thì trong cái thằng ez đúng không, nó nói này cái thằng ngoặc phần trăm đúng không, để nó kiểm soát cái luồng hoạt động đúng không. Đấy, cái này nhá, để kiểm soát luồng này đúng không, thằng này để có diễn biến đúng không, thằng này thì nó sẽ là đấy, chuyển ra dạng raw đúng không? Tức là HTML đúng không? Nó là dạng HTML thì để HTML luôn đúng không? Dạng string để string. Là thằng này chỉ gọi biến thôi. Đấy, thì thông thường nhá, gì dùng ba cái này đúng không? Đấy, một thằng để quản lý cái luồng này, một thằng để đúng không? Gọi cái biến đúng không? Một thằng để gọi ra raw. Đấy, thì như vậy đúng không? Chỗ này mình đơn giản đúng không, chỉ là gửi data ra ngoài. Được chưa? Khi muốn hiển thị giao diện đúng không, thì anh em chỉ việc là gửi ra cái data cần thiết cho nó để nó lên trên này đúng không, chứ thay vì anh em là gửi vào file HTML đúng không. Đấy, HTML đấy gọi lại đúng không, gọi lại để tìm cái thằng, để chạy cái thằng là user model .file đúng không. Đấy, thì mất công, thì thay vì như vậy anh em chỉ việc là gửi một thằng ez đúng không, và trong đấy kèm theo cái data đúng không là được. Thì đây đúng không, thì nó tiện hơn cho mình đúng không. Đấy, đỡ chạy hai lần, phải chạy hai lần đúng không. Đấy, lên giao diện để lát xong một này đúng không, rồi lại chạy ez là chạy file JavaScript để gọi data, rồi lại lên lại đúng không. Giờ chỗ này nó bị chạy lại hai lần. Đấy, còn thằng này đúng không, nó chỉ chạy một lần thôi, lên giao diện đúng không, là có kèm data luôn. Đấy, anh em hình dung cái cách dùng của cái thằng phần trăm này không nhỉ, cái đầu tiên này không, bạn này Việt Anh Huy. Đâu em là sao nhỉ, để nhá. Vâng. Rồi, tức là cái chỗ này nhá, bình thường này em viết một cái function đúng không, và viết một cái thằng map nhá. Thông thường em viết sẽ viết như này đúng không, map thông thường em viết như này, được chưa. Mình muốn xem cái thằng data của cái thằng element.name đúng không, thì viết như này thôi đúng không, được chưa. Coi như bỏ cái thằng HTML đi nhá, thì em sẽ làm như này đúng không. Chưa? Giả sử mình mới lấy ra cái thằng thằng username đúng không, và lấy ra cái thằng tuổi đúng không, thì em viết một cái function như này bằng JavaScript đúng không. Đấy, thì chỗ này đúng không, cái chỗ này em muốn nó hiện lên giao diện đúng không. Đấy, thì em phải bỏ bỏ nó vào trong cái thằng gọi biến đúng không, là cái thằng phần trăm bằng không, phần trăm bằng này để lấy biến đúng không. Đấy, thế này cũng vậy đúng không, muốn cho nó thành một cái để nó lên dịch dịch cái thằng này ra thành username đúng không. Đấy, thì em phải cho trong khoảng này nó lên biến được chưa? Đấy, và khi em cho này đúng không, thì nó hỏi rằng cái thằng element là cái gì đúng không, element là cái gì đúng không. Đấy, thì nó lại không hiểu element là cái gì, được chưa. Thì để hiểu được đúng không, thì em phải bỏ bỏ cái thằng này này cho cái thằng 1%. Được chưa? Khi em bỏ trong cái thằng một phần trăm đúng không, thì hiểu rằng element này đúng không là cái phần tử, từng phần tử đúng không, ở trong hàm map này
đúng không? Element này là một cái tham số của thằng Hamap đúng không? Đấy, và nó là từng cái phần tử trong cái thằng ArrayList User này. Được chưa? Đúng không? Tức là gì? Cái thằng này đúng không? Cái thằng phần trong ngoặc này. Nó nói là để quản lý cái luồng hoạt động đúng không? Đấy, thì những chỗ nào ấy mà nó không phải là cú pháp của HTML nhá. Thì anh nói đúng không? Cái thằng EZ này. Cách viết nhá, thì giống như HTML đúng không? Đấy, thì những chỗ nào mà không phải là cú pháp của HTML ấy thì em sẽ cho anh cho cái thằng ngoặc này nhá. Để cụ thể đúng không? Nếu là cú pháp của thằng JavaScript thì cho trong khoảng này. Được chưa? Thì để em chạy này đúng không? Thì nó sẽ trả cho em hai cái string này, cái thằng username này và thằng tuổi này. Đúng không? Để không cái này nhá thì nó trả cho em username và tuổi này. Này đúng không? Chưa? Username này và tuổi này. Chính là cái thằng phần trăm username đúng không? Và thằng phần trăm s này. Bây giờ đúng không? Khi có những cái data này, em muốn thêm HTML vào không? Cho nó đẹp hơn một chút thì em có thể bọc nó trong cái thẻ HTML vào các class chẳng hạn. Được chưa? Bọc trong thẻ div này. Không được. Đúng không? Tại vì cái thằng nó chỉ là cái thằng này nó sẽ đóng theo từng dòng thôi đúng không? Nó sẽ đóng theo từng dòng nhá. Được chưa? Ok. Đấy thì cứ hiểu đơn giản nhá. Cái chỗ nào mà có dùng cái cú pháp của JavaScript thì bọc này vào. Nó bọc trong một dòng luôn nhá. Rồi anh em còn chỗ nào không hiểu không nhỉ? Có chỗ nào bị khó hiểu không? Mọi người. Ừ, bạn Việt Anh. Ok. Ok rồi, anh em demo cho mình cái này nhá. Đấy, thử thử chạy mát trong này đúng không? Đó. Thì trong này đúng không? Ngoài anh hàm map các thứ ra thì nó sẽ có dùng cả if else các thứ nữa. Trong này có ví dụ anh em đúng không? Đó. Sử đúng không? Nó cho array object này thì mình có thể dùng cái cú pháp này đúng không? Đúng đấy. Vòng lòng này thì for x đúng không? Phải là vòng có ít hay là anh em dùng map cũng được. Đấy. Đấy đúng không? Toán từ ba ngôi này. Được. Rồi, tức mình vẫn có thể dùng một số những cái logic đúng không? Của JavaScript trong này. Chỉ lưu ý đúng không? Chỗ nào anh em dùng cái cú pháp ấy thì bọc vào. Rồi, như lúc nãy các bạn hỏi đúng không? Là EZ này đúng không? Thì mình dùng Ajax thì dùng như thế nào? Đấy, thì giả sử nhá, mình sẽ dùng cái là trang chủ chẳng hạn đúng không? Là bắt chước trang chủ nhá, trang home này. Thì trang chủ đúng không? Mình copy tất cả cái này vào. Mình copy này vào nhá, cho trong phần body chẳng hạn này. Đấy. Đúng không? Đấy, có link CSS không? Có link CSS đây đúng không? Mình cũng xin luôn. Đúng không? Link JavaScript này, các thứ này. Đấy luôn này. Đấy chưa? Chỉ khác đây đúng không? Thì thử nhá, nếu mới để như vậy đúng không? Chưa? Thì nó vẫn như thông thường đúng không? Vẫn dùng như trước này. Chưa? Đấy. Và thêm nữa nhá, cái này bị thay đổi class là do cái thằng bootstrap nó gắn vào trên hết này. Đây là gắn link bootstrap đúng không? Thì nó sửa một số cái class của mình. Tiếp theo này. Đúng không? Thì như mình nói lúc đấy, cái thằng EZ đúng không? Nó sẽ hỗ trợ anh em cái việc là render lần đầu. Sẽ hỗ trợ mình render lần đầu đúng không? Tức là gì? Cái phần đây. Tức là cái phần backlist đúng không? Hay là cái thằng list friend này.
không? Pick list hay là list friend đúng không? Như lúc trước để chạy để hiện ra thằng list list friend đúng không, hay là pick pick list này thì em sẽ phải gọi cái asset đúng không? Không? Để hiển thị ra cái list danh sách lớp này. Được chưa? Để lấy ra cái thằng danh sách lớp đúng không? Thì anh em phải gọi Ajax vào cái thằng class method get đúng không? Để có danh sách lớp và tạo ra các cái thẻ đi đúng không? Để cho trên giao diện. Được chưa? Để cho vào trong cái thằng đây đúng không? List class list đây đúng không? Cho vào thằng set option này. Được chưa? Để có được cái danh sách lớp đúng không? Thì anh em thông thường là phải chạy Ajax này để có các cái lớp này và tại chạy map đúng không? Để tạo ra cái thành thẻ option và nhắc cái thẻ option đấy vào trong này đúng không? Đấy, thì bây giờ nhá, nếu như mình dùng EZS đúng không? Đấy, thì mình có thể bỏ qua cái bước này. Đúng không? Mình không cần phải làm cái này nữa. Được chưa? Đúng không? Mình chỉ việc là trong cái thằng này đúng không? Mình gọi luôn, gọi thằng class này đi. Class model đúng không? Đấy, có this class chẳng hạn. Rồi, quên đúng không? Và public là gì? Có public không? Này nó gọi vào class list ghét đúng không, không ghét đâu file đúng không, đấy chưa, cái này gọi file thôi và gửi ra này là cái class list đấy không? Nếu anh em dùng EZ thì thay vì mình phải chạy Ajax đúng không, để lấy cái list class cho trong thằng option này đúng không? Thì bây giờ mình có thể mình chạy luôn map trong này đúng không, làm tên biến là gì, biến là class list đúng không, map đúng không, function. Chúng ta tạo các thẻ option đúng không, như bên này. Và thay cái thằng này là element ID đúng không? À, đây, có đi không? Thay cái này vào cái mọt của mình. Trăm bà đúng không? Được chưa? Đây này. Thay cái biến class name đúng không? Bằng cái mọt của mình đúng không? Mọt class name. Là mọt trăm bà đúng không? Đó là mấy cái này đúng không, để bọc lại thì mình cho vào trong cái thằng phần trăm thôi. Này được chưa, thì khi mình load trang chủ đúng không, load cái trang này này đấy, thì trong cái thằng viết danh sách được nhỉ, viết đâu đâu phải đúng không, đấy thì nó sẽ nhận bị nhân đôi đúng không, hai thằng K20 hai thằng K17 này. Được chưa? Là do bị chạy hai lần đúng không? Đúng chưa, ta đang data nó sao lại này. Có 8 thằng đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8. Chơi cái gì để trả rộng không, ok thì nó lúc này xem có data trả về không đã, xin lỗi của last bit này có data trả về đúng không, class list xoay ra username này. Dòng số 9
đúng không? Last model đúng không? Đây được chưa? Đây đúng không? Nó sẽ chạy kiểu hai lần đúng không? Một thằng là của EZ, một thằng là của cái thằng Azac đúng không? Đấy thì cái thằng lần đầu này đúng không? Thì mình không cần dùng Azac nữa đúng không? Dùng EZ là ra luôn rồi. Đúng không? Nó là gì? Cái thằng EZ đúng không? Nó hỗ trợ anh em đây lần đầu. Chưa? Để mình đỡ phải chạy Azac lần đầu đúng không? Đấy, vì data nó gửi kèm trong này rồi. Kèm data đúng không? Đấy, thì nó hỗ trợ anh em chạy lần đầu đúng không? Load load trang lần đầu nó nhanh hơn. Và còn những lần sau đúng không? Đến những lần sau thì anh em vẫn là chạy những cái thằng Ajax thôi. Được chưa? Hỗ trợ lần đầu. Rồi. Đúng không? Thì muốn dùng anh em phải copy sang đúng không? Và chỉnh sửa một số cái vào. Đấy. Như thằng này đúng không? Mình muốn cho cái thằng danh sách lớp đúng không? Đấy cái thằng class list này. Đúng không? Có sẵn cái lớp danh sách lớp ở đây đúng không? Mà không cần phải chờ cái thằng Azac kia thì mình cho này luôn. Đấy. Hay là đúng không? Cái list user đúng không? Hay list page này. List page list đúng không? Đấy. Thì mình muốn hiện ra cái nút đây đúng không? Thì anh em chỉ việc là chạy một cái bên server đúng không? Để bên server chạy Ajax đúng không? Lấy danh sách học sinh và đếm xem có bao nhiêu học sinh đúng không? Đếm xem bao nhiêu học sinh thì ra số trang đúng không? Đấy thì mình gửi số trang về. Đấy thì nó chạy ra đúng không? Ra clip button đây. Hay là list friend đúng không? Là list user đúng không? Thì mình cũng là chạy data bên server luôn đúng không? Server xử lý hết luôn. Được chưa? Có gì nó gửi kèm đúng không? Và lên đây luôn. Đấy là gì? Cái thằng EZ đúng không? Nó sẽ hỗ trợ anh em chạy data lần đầu luôn. Đấy chứ mình không phải chạy hai vòng nữa đúng không? Đấy không phải mất công chạy HTML được một lần đúng không? Rồi lại chèn các cái dữ liệu vào. Thì trong khi thằng EZ đúng không? Nó chèn luôn. Đấy. Giờ nó cắt một chút như vậy thôi. Đấy. Và trong này đúng không? EZ có thể dùng một chút một cái ít một cái logic. Đấy, như là vòng lặp for đúng không? Hay là một số cái if else nó từ ba ngôi. Đấy, giả sử như mình có một số cái checkbox đúng không? Checkbox kiểu giới tính chẳng hạn. Đấy. User giới tính nam đúng không? Thì mình kiểm tra giới tính của nó. Đúng không? Nếu nam thì cho cái thằng nam check được luôn đúng không? Đấy, như vậy. Rồi, thì phần này lúc nãy bạn nào hỏi nhỉ? Lúc nãy Huy hỏi đúng không? Ok. Đấy thì nó vẫn dùng Ajax bình thường nhá, được chưa? Những cái lần từ lần thứ hai trở đi, tức là từ cái lúc em có on click các sự kiện này đúng không? Thì nó chạy Ajax bình thường. Được chưa? Còn khi mà nó chạy để xem giao diện lần đầu ấy, đúng không? Thì thằng EZ hỗ trợ mình hiện lần đầu luôn. Được chưa? Nào nhỉ? Lúc nào này á? Lúc nào thì em để là Ajax chứ? Vì cái này sự kiện đúng không? Khi nào ấn nút thì mới chạy đúng không? Đúng không? Còn tại EZ thì nó hỗ trợ mình để mình khi là đầu lát trang thôi đúng không? Đúng không? Khi lát trang là đầu nó có sẵn cho mình cái lớp này hay là cái button này đúng không? Hay là cái list friend chẳng hạn này được chưa? Còn khi em chuyển ra không? Chuyển trang là chuyển các cái size của trang không? Thì nó vẫn chạy Ajax để nó lại cho em được chưa? Đấy. Cứ nó hỗ trợ mình lần đầu nhá. EZ hỗ trợ lần đầu. Rồi thì anh em thử cái này một chút đi. Rồi sao hay đúng không? Thì ngoài dùng phòng cái phòng map đúng không? Đấy, thì này có thể dùng theo email đó, đúng không? Giả sử này nếu theo tuổi này đúng không? Giả sử nhá tuổi của mình nó kiểu xét tuổi đúng không?
tuổi dưới 16 chẳng hạn, à, tuổi tuổi dưới 10 chẳng hạn đúng không? Thì là trẻ em chẳng hạn. Đấy, tuổi dưới 16 đúng không? Là trẻ thanh niên đúng không? Hay là tuổi từ 16 thế là thành trưởng thành chẳng hạn, được chưa? Đấy. Nó phải là tuổi dưới 10 đúng không? Thì cho là đấy, trẻ em đúng không? Hay là từ 16 trở lên thì là người trưởng thành chẳng hạn, kiểu như vậy cả nhá. Sửa tuổi chút này. User đúng không? Ok. Sửa đúng không? Bên này mình đã gọi ra cái list user rồi này. Bây giờ mình list thử lại dạy user đúng không? Đấy, dùng if else nhá. Kiểu nếu như là user mà tuổi 15 có thứ đúng không? À, tuổi dưới 18 chẳng hạn thì có thể gọi là trẻ con chẳng hạn đúng không? Tuổi từ 18 trở lên gọi là người lớn chẳng hạn. Nó đi đúng không? Đấy, xử này. Mình chạy một cái thằng đúng không? Chạy map đúng không? Chạy map trước để lấy được từng user này. Hit user đúng không? Chấm map. Element đúng không? Trong này có if đúng không? Nếu cái thằng element chấm tuổi đúng không? Nếu cái thằng tuổi của nó này mà nhỏ hơn 18 đúng không? Nhỏ hơn 18 thì nói rằng thì mình tạo ra khối div đúng không? Là trẻ con chẳng hạn. Thì sẽ có username đúng không? Chèn username vào element chấm username và thêm một cái là đúng không? Trẻ em chẳng hạn đúng không? Trẻ em đấy là trẻ em đúng không? Sửa nhau đúng không? Đấy. Còn nếu từ 18 trở lên đúng không thì là người lớn. Đúng chưa? Else. Không, người lớn chẳng hạn. Đấy, thì mình xét tuổi đúng không? Xét tuổi nếu mà tuổi nhỏ thì hiện ra div này đúng không? Nếu tuổi lớn ra div này. Đấy, được chưa? Và bây giờ mình bọc lại đúng không? Bọc các thứ lại thì cái chỗ này đúng không là cú pháp của JavaScript thì phải tăng đúng không? Đấy, cú pháp JavaScript đúng không? Phần trăm là phần trăm ngoặc đúng không? Chưa thử nhá. Thiếu ngoặc à? Chân bàn đúng không? À đây, thiếu ngoặc đây đúng không? Sorry. Chưa? Đúng không? Tức mình có thể hoàn toàn dùng những cái if chỗ này đúng không? Đấy. Chưa? Ngoài những câu lặp đúng không? Thì anh em có thể dùng if hay là có trong này có hướng dẫn đúng không? Là có thể dùng thêm cả cái thằng toán từ ba ngôi đúng không? Đấy. Chưa? Cái thằng ba ngôi đúng không? Điều kiện này.
Đấy, hỏi chấm đúng không? Là kết quả nếu đúng này, hai chấm là nếu sai đúng không? Đấy. Chưa. Không? Còn nếu không không quen đúng không thì em có thể dùng if else cũng được. Mình giảm một chút. Đấy. Thì phần này đúng không? Thì đây là những cái phần mà anh em có thể làm được với thằng EZ. Từ trong EZ đúng không? Thì ngoài cái việc anh em dùng cú pháp HTML thì mình còn dùng được một chút nữa đúng không? Dùng thêm một chút những cái logic của JavaScript để mình làm việc nó tiện hơn đúng không? Đấy, để bớt những cái công đoạn anh em làm ở bên Ajax. Thì bên Ajax mình sẽ không phải mất công mình chạy lần đầu đúng không? Vì lần đầu chạy thì nó đã có những cái EZ này xử lý cho mình rồi. Còn những lần sau đúng không? Những lần sau thì mình vẫn dùng Ajax bình thường. Đấy. Những sự kiện đúng không? Sự kiện on click các thứ, on chain các thứ đúng không? Thì mình vẫn dùng Ajax. Đấy. Còn cái việc lắp lắp file tĩnh lần đầu đúng không? Lắp file tĩnh lần đầu thì do cái thằng EZ này nó thêm cho mình. Đó. Rồi. Thì cái phần này anh em có chỗ nào bị khó hiểu không nhỉ? Mọi người. Không đúng không? Rồi. Thế thì về nhà nhá. Đấy, anh em thử này, anh luyện tập cho mình nhá đúng không, chuyển đổi đúng không, chuyển đổi các cái giao diện mà trước đây anh em làm ấy đúng không, chuyển từ HTML nhá sang dùng EZ cho mình nhá. Đấy đúng không, chuyển đổi thì mình chỉ cần chuyển đổi cái phần nội dung bên trong đúng không, còn phần header footer có sẵn rồi này. Đấy, chờ cái này mình cho thành cho sang cái file EZ đúng không. Đấy, chỗ nào mà list frame các thứ này thì mình cần data gì đúng không, thì mình gọi bên server được chưa, và gửi kèm vào đúng không, dùng cái thằng map trong này hiện ra. Đấy. Đúng không? Những cái thằng login logout này thì nó không cần data gì đúng không, chỉ mỗi input thôi thì không gì cả đúng không, đăng ký này cũng không có data gì cần chuyển ra đúng không, chỉ mỗi giao diện thôi, cảm giác thôi. Đấy, có mỗi cái file home đúng không, mỗi thằng home này là cần cái list fan đúng không, và cái list list lớp này đúng không, list user này và list các cái nút đúng không, nút trang 1, trang 2, trang 3, trang 4. Được. Thì anh em về nhá đúng không, thử chuyển đổi nhá các cái thằng này đúng không, từ HTML sang dùng EZ cho mình nhá. Mọi người rõ phần về nhà chưa nhỉ? Ok, và cái phần dự án cuối khóa nhá thì em sẽ dùng cho mình cái thằng EZ nhá để làm nhá. Thử vận dụng vào dự án xem. Đấy. Ừ, buổi thì mình update một ít nhá. Ok. Cái này mình làm dự án cùng lớp ấy thì đúng không? Cùng lớp thì anh em làm cho nó đồng đều. Em định dùng gì? Em định dùng cái gì? À, bug á? À, ok. Bug thì ok, thì Spark có thể là nhiều bạn không quen dùng, người dùng HTML quen rồi dùng Spark hơi bị khó hiểu một chút. Rồi. Ok, thì nội dung này thì mình sẽ dừng đây nhá, anh em rõ về nhà chưa, chuyển sang dùng EZ cho mình thử nhá. Ok rồi, code này mình sẽ cho lên Git nhá, các bạn nào cần thì xem lại nhá. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ dừng đây, thì hẹn em vào thứ bảy nhá, anh em về nhà nghỉ dự án nhá đúng không, thứ bảy bắt đầu sẽ bắt đầu bàn dự án luôn nhá. Được. Làm dự án chủ đề gì đúng không? Để anh em có thể bàn luôn. Đấy. Rồi, thì chào mọi người nhé. Ok, chào anh em.